Trong số các phim Việt đang phát trên sóng của đài quốc gia, Anh Có Phải Đàn Ông Không là tác phẩm khác biệt nhất về đề tài. Khía cạnh khai thác của bộ phim này nói về những người đàn ông, mỗi nhân vật có một màu sắc khác nhau, mang đến cái nhìn đa chiều cho khán giả, nói lên tiếng lòng của phần lớn công chúng là cánh mày râu. Bộ phim được thực hiện theo hình thức quay cuốn chiếu, điều này khiến cho ekip kịp tiếp thu những phản hồi, góp ý của khán giả để mang đến những thước phim vừa lòng người xem nhất. Sau gần 6 tháng ghi hình, đoàn làm phim Anh Có Phải Đàn Ông Không vừa đóng máy, một số diễn viên đã chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân của mình. Người mang nhiều tâm sự nhất chắc phải kể đến đầu tiên là Nhan Phúc Vinh, bởi anh là nam diễn viên miền Nam được mời hợp tác trong dự án này. Từ lối sống, cách làm phim cho đến thời tiết, môi trường sống cũng khác biệt, nên anh đã có những trải nghiệm thú vị trong suốt quá trình ghi hình tại Hà Nội. Trên trang cá nhân, Nhan Phúc Vinh viết: "Cảm ơn anh em ekip đoàn phim, cảm ơn đạo diễn Trịnh Lê Phong, các bạn diễn trong phim, đặc biệt là hai thanh niên cồng kềnh, anh Tuấn Tú và Hà Việt Dũng đã đồng hành cùng Vinh trong suốt gần 6 tháng, một hành trình đầy hứng khởi nhiều niềm vui và sự chia sẻ. Chúc mừng những gì anh em mình đã nỗ lực trong 6 tháng qua, chúc sức khỏe đến tất cả anh em trong ekip đoàn phim." Trên trang cá nhân, Hà Việt Dũng cũng chia sẻ cảm xúc của mình trong ngày quay cuối. Nam diễn viên gửi lời cảm ơn đến VFC, đạo diễn và các thành viên trong đoàn phim vì đã hỗ trợ, giúp đỡ anh hoàn thành nhiệm vụ, cũng như lời tri ân đến khán giả trong thời gian qua đã vui, buồn, tức giận cùng nhân vật Nhật Minh. Một thành viên trong bộ Ba Bông Hoa Đại là nhân vật Duy Anh. Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại chính thức của Tuấn Tú trên màn ảnh. Sau nhiều năm vắng bóng để lo cho gia đình, sự nghiệp, Tuấn Tú cảm thấy bản thân không thể từ bỏ được ống kính nên quyết định theo đuổi. Anh tham gia Về Nhà Đi Con Thế nhưng chỉ đóng một vai phụ, không quá nổi bật. Còn Duy Anh trong Anh Có Phải Đàn Ông Không mới mang đến cho anh nhiều đất diễn, một nam chính thỏa sức thể hiện. Bên cạnh ba nam chính, các diễn viên nữ tham gia bộ phim như Thúy An, Việt Hoa, Anh Phương, Thanh Hương, Quỳnh Cun hay Đan Lê đều mang đến những màu sắc khác so với những nhân vật đã từng đóng, góp phần làm nên một tác phẩm hay, mang đậm tính nhân văn. Có thể nói chỉ với 28 tập phim, nhưng Anh Có Phải Đàn Ông Không đã mang đến cho người xem những kinh nghiệm, bài học đắt giá qua lối diễn xuất chân thật của dàn diễn viên. Chúc mừng đoàn phim đã đóng máy, hoàn tất một dự án thành công, thu được quả ngọt từ khán giả truyền hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.